xông lên. Mọi người nhanh lên đi. Trưởng quan Triệu, cậu mau dẫn người đi qua bên này. Tôi dẫn người đi bên này. Lát nữa chúng ta tập hợp sau núi. Được rồi, mau nhanh đi. Chuẩn bị đi, mau lên. Đi. Chú Tư, lão Tứ. Hết đường rồi. Phía trước là đường cùng rồi. Mau lên. Xem ra hôm nay không chạy được rồi. Đạn cũng đã hết. Không phải là cậu muốn quyết chiến một trận với giặc sao? Hôm nay tôi sẽ chiến đấu cùng với cậu. Tôi muốn người sống báo thù cho Keiko. Em gái, ở đây không có chuyện của em. Em đưa chị dâu đi trước đi. Em không đi. Phi Yến, nghe lệnh cô nói đi. Đưa Hỷ Mùi Tử đi. Tôi nói là không đi rồi. Hỷ Mùi Tử, chị tự đi đi. Nhớ nhặt xác cho chúng tôi đó. Tôi không đi. Muốn chết thì cùng chết. Hỷ Mùi Tử, lát nữa trốn sau lưng của anh. Chỉ cần Hoàng Ma Tử Anh còn một hơi thở, ai cũng không thể động vào em, dù là một sợi tóc. Tấn công! Có chuyện gì vậy? Ai vậy? Thưa ngài, chưa rõ địch là ai, chúng ta rút thôi. Tấn công! Tấn công! Tấn công! Tiểu đội một, theo tôi. Nhanh đi, các đồng chí, rút đi, mau lên. Phim được dịch Tuyết Minh và lồng tiếng tại Phim TV. Thưa ngài, đằng trước rất nguy hiểm, chúng ta rút thôi, xông lên. Tiếp tục tấn công. Tấn công. Nhanh đi. Lần này được cứu rồi. Anh à, đưa áo máu cho em. Làm cái gì? Quốc Vũ à, Quốc Vũ, em đi đâu vậy? Em phải giúp đỡ cho anh ấy. Cậu ấy đi đòi nợ của cậu ấy mà, đi theo cái gì? Thưa ngài, xin ngài thứ lỗi. So với thắng lợi của trận chiến, an nguy của ngài quan trọng hơn. Bảo vệ trung đoàn trưởng, rõ, rút lui. Trung đoàn trưởng, tấn công. Rút đi. Mau lên. Rút.
Matsumoto, ân oán giữa hai chúng ta hôm nay phải giải quyết cho xong. Phim được dịch Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại phim TV. Đây là thứ trước đây ông đã áp đặt lên tôi, hôm nay tôi trả lại cho ông. Ông buộc phải dơ nó cao lên. Còn nữa, trên cờ trắng này có in vết máu 13 anh em của tôi. Ông hướng về nó, dập đầu 13 cái. Hoàng quân Nhật Bản sẽ không bao giờ chấp nhận nỗi nhục như vậy. Nhát này là của Hầu Tử, nhát này là của Trư Hoa Tử, nhát này là của Nhị Trương, nhát này là của Hắc Đản Nhi, nhát này là của Đại Công. Quốc Dũng, anh không sao chứ? Đã đảo chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản. Đừng nhìn nữa, đừng nhìn. Tiểu đoàn trưởng Triệu, đây là Matsumoto sao? Cái thằng khốn kiếp này, Matsumoto, tao cho mày biết, mày nằm mơ cũng không thể ngờ lá cờ của Nhật Hoàng tụi bay là tự tay tao làm đó, biết chưa? Mày cầm đi mà liệm xác. Đáng chết. Anh Dương Bán Tiên, tôi nói cho cậu nghe, hắn là kẻ đã giết chết Đuyền Muội Tử. Hắn giết chết chị dâu tôi sao? Tao cho mày chết. Tao giết mày, mày giết chị dâu tao sao? Tao giết mày. Tàn thế à? Chúng ta giữ sức đánh thêm nhiều tên giặc khác. Tao đập chết mày. Được rồi, Quốc Dũng, lần này cô Nhiêm báo được thù rồi. Giết một mình Matsumoto vẫn chưa đủ, phải giết sạch toàn bộ giặc Nhật mới có thể báo thù triệt để. Đúng vậy. Quốc Dũng, tiểu đoàn trưởng, Quốc Dũng, anh vẫn còn sống. Hai người họ biết nhau sao? Chú hai, Sơn Nha Tử, chú hai à, Sơn Nha Tử. Là phụ nữ, Hoàng Ma Tử, mau đưa xuống đây. Tôi đi đánh lạc hướng chúng. Đánh lạc hướng xong thì mấy người bắn sau. Cẩn thận đó. Bây giờ mình giống như Bồ Tát sống vậy nè, liệu có gây rắc rối gì không? Thôi mà, cứu một mạng người còn hơn xây 7 tháp chùa đó. Tôi có nói là không cứu đâu. Đừng bắn nữa, mau bắt sống đi. Là một cô gái xinh đẹp. Anh Quốc Vũ giỏi quá đi. Bách bộ xuyên dương, tiểu đoàn trưởng bắn chuẩn lắm luôn đó. Khoảng cách đó chắc phải 200 mét. Tiểu đội trưởng,
Khủng kiếp thiệt. Bắn đi, bên kia kìa, nhanh lên. Đi. Bắn. Đi. Hà muội tử, sao lại là em? Anh Quốc Dũng, không ngờ được gặp nhau rồi. Anh Hà muội tử. Hà muội tử, là em thật rồi. Hà muội tử, trời ơi, anh nhớ em quá đi. Hà muội tử à, anh ơi, Hà muội tử là em thật rồi. Chị Hà là chị sao? Anh còn tưởng là không được gặp em nữa chứ. Anh trai nhớ em quá đi. Anh cứ tưởng là anh em chúng ta sẽ không bao giờ được gặp nhau nữa. Em tưởng sẽ không bao giờ được gặp chị. Em chạy đi đâu chị hả? Chị Hà, có phải là tôi đang nằm mơ không? Mày giá, có gì nữa sao đi, mau rời khỏi chỗ này trước. Được rồi, mau lên. Đi thôi, đi thôi. Nhanh đi, nhanh đi. Hà muội tử, đi thôi. Đi thôi chị Hà. Nhanh đi, nhanh đi. Dừng. Hà muội tử, không phải em đang ở hậu phương sao? Em chạy tới đây làm gì? Đúng đó chị Hà, sao chị một mình chạy đến đây chị? Chị đi từ đâu tới? Tôi tới từ trấn Thúy Bình. Trấn Thúy Bình, muốn đi đâu? Tiểu đoàn trưởng, em còn có việc, em đi trước đây. Hà muội tử à, em có chuyện gì mau nói với anh đi. Hả? Anh à, em thật sự có việc, em giải thích với anh sao? Em có chuyện gì mà không nói với anh vậy hả? Hà muội tử, rừng núi hiểm trở, em đi một mình vậy quá nguy hiểm. Có gì từ từ nói với tụi anh, tụi anh sẽ giúp đỡ cho em. Phải rồi, phải rồi, phải rồi chị Hà. Bây giờ mọi người đều là anh chị em của Trấn Hương Khê. Em có chuyện gì mà không dám nói ra chứ? Phải rồi, có chuyện gì vậy em? Em muốn tìm Tân Tứ Quân. Em tìm Tân Tứ Quân làm gì? Quốc quân sẽ đánh Tân Tứ Quân. Hả? Cái gì? Quốc quân đánh Tân Tứ Quân? Bây giờ chẳng phải dân tộc đều là một mặt trận thống nhất dân tộc kháng giặc sao? Sao quốc quân và Tân Tứ Quân lại tàn sát lẫn nhau được? Anh Quốc Dũng à, em có chuyện muốn nói riêng với anh. Đi. Anh Quốc Dũng, thông tin này từ đâu mà có? Đặc vụ quân thống bắt được một đảng viên cách mạng. Em lấy được tin ở bệnh viện từ người đảng viên đó. Trong bụng của anh ta, em biết đây là chuyện quan trọng, cho nên em mới. Hạ muội tử, rốt cuộc em là ai? Anh Quốc Dũng, thật ra em là đảng viên cách mạng Trung Quốc. Hạ muội tử, em là đảng viên cách mạng hồi nào vậy? Sao chưa từng nói với anh em là đảng viên cách mạng sao? Anh, em giải thích với anh sao? Anh Quốc Dũng, không còn kịp nữa, em phải tìm Tân Tứ Quân ngay bây giờ. Sáng nay đoàn 149 đã xuất phát rồi. Ý em là đoàn 149 đang bao vây Tân Tứ Quân sao? Phải, chính là đoàn 149 của Du Mẫn Chi. Sáng nay đội y tế của họ tới bệnh viện lấy rất nhiều vật tư, nói là sẽ vào núi. Em nghĩ nhất định là họ đi dọn sạch Tân Tứ Quân rồi. Quốc Dũng, anh mau nghĩ cách đi. Tân Tứ Quân đã từng cứu mạng chúng ta. Không sai, làm người phải có nghĩa khí. Bây giờ người ta gặp nạn, mình không làm ngơ được. Phải đó Quốc Vũ à, nếu bây giờ Du Mẫn Chi đã xuất phát rồi, chúng ta đi bây giờ chắc là không kịp đâu. Anh Triều dẫn tụi mình đi đường tắt, chắc quốc quân đi đường lớn. Bây giờ tụi mình quay lại chắc vẫn còn kịp. Quay lại theo đường cũ đi. Đi, 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 mau lên, mau lên. Chị Hà, đi mau.
Trung đoàn trưởng, phía trước là thôn Ngô Gia, còn hai dặm nữa thôi. Vượt qua ngọn núi này là tới rồi. Tiểu đội 2 chuẩn bị tới đâu rồi? Đã tới vị trí tấn công rồi. Được. Lý Chấn Quốc, Lý Chấn Quốc, có. Lập tức dẫn người của anh chiếm đỉnh núi phía trước, chuẩn bị chiến đấu. Tiểu đoàn 1, đi theo tôi. Nhanh lên, chạy lên phía trước đi. Cái tên Lý Chân Quốc đó càng lúc càng không nghe lời. Đánh xong trận, tôi nhất định phải tiêu diệt hắn. Trung đoàn trưởng, xin anh bớt giận. Nếu như anh triệt tiêu Lý Chân Quốc, anh em của tiểu đoàn 1 sẽ không chịu đâu. Bây giờ tiểu đoàn 1 là chủ lực tuyệt đối của đoàn 149 chúng ta. Nếu bọn họ tan rã, ai sẽ đánh trận cho anh? Nếu hôm nay đánh Nhật, tôi tin chắc là Lý Chấn Quốc đã xông lên từ lâu rồi. Giang Nhất Dương, Lý Chấn Quốc không hiểu chuyện, cậu cũng không hiểu sao? Bao dây tân tứ quân là lệnh do Trùng Khánh ban xuống, giấy trắng mực đen viết rõ ràng. Ai vi phạm quân lệnh thì xử theo quân pháp. Lệnh là lệnh. Nhưng tôi thật sự không thấy các đoàn khác hăng hái như trung đoàn trưởng đâu. Mà lúc đánh Nhật, sao không thấy trung đoàn trưởng phấn khởi vậy? Cậu đừng nghĩ tôi thấp hèn như vậy. Quân nhân phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Quách tham mưu đặt sở chỉ huy lên phía trước, xây dựng công sự, lắp đài phát sóng. Lát nữa tôi muốn đích thân đốc chiến tiểu đoàn 1 chiến đấu. Rõ. Đi. Đội trưởng, chính quỷ, trên sườn núi phía nam của thôn phát hiện quốc quân. Có bao nhiêu người? Khoảng một đại đội đang xây dựng công sự. Xem ra chúng ta bị bao vây rồi. Chính quỷ, ra lệnh đi. Chúng ta xông ra liều chết với chúng. Đúng vậy, liều thì liều. Các đồng chí, lực lượng quốc quân gấp hơn 10 lần chúng ta, lại chiếm được địa hình tốt, liều không phải là cách. Các tiểu đội lập tức hành động, giúp dân làng ẩn nấp ở trước và sau thôn, xây dựng công sự, chuẩn bị tấn công quốc quân. Khi trời tối, phá vòng dây. Rõ. Các đồng chí, sau vụ việc ở Vạn Nam, quốc quân đã lộ rõ bộ mặt thật, muốn tiêu diệt tân tứ quân chúng ta đến tận cùng. Có câu nói, người không đụng đến ta, ta không đụng đến người. Nhưng bây giờ Quý Chiên trưởng tưởng lại trở mặt, thì chúng ta phải đối phó thôi. Không phải quốc quân muốn đánh sao? Vậy tân tứ quân chúng ta cũng sẽ không lùi nửa bước. Các đồng chí có tin không? Tin. Tiểu đoàn trưởng, bên trong thôn chắc chắn là có người dân. Chúng ta đánh thật sao? Đánh gì mà đánh chứ. Nghe cho rõ đây, chút nữa đánh nhau, nhắm súng lên cao được thì nhắm. Tân tứ quân muốn phá vòng dây, chúng ta có thể bỏ trốn thì trốn. Dù không đánh, vậy tiểu đoàn 2, tôi không quan tâm được nhiều vậy đâu. Người Trung Quốc không đánh người Trung Quốc, tất cả nhớ lấy. Nghe rõ chưa vậy? Tiểu đoàn trưởng, nếu tân tứ quân đánh chúng ta thì phải làm sao đây? Cậu không biết giả chết hả? Đi nào, chậm thôi. Nhanh đi, nhanh đi. Mau lên, mau lên. Mau lên. Nhanh đi, mau. Bà con ơi, lẹ lên đi. Tới hết chưa vậy? Bà con à, sắp đánh nhau rồi. Chúng ta mau rút lui đến nơi an toàn thôi. Dù có xảy ra chuyện gì, cũng đừng ra ngoài hết. Nghe rõ chưa? Biết rồi, biết rồi. Các đồng chí, dẫn bà con lên phía sau núi đi. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh đi.
Quay lại, bắn đi, đứng lên, đứng lên hết đi. Xong rồi, chúng ta đến trễ rồi. Quốc Dũng, em coi nói đúng rồi. Lực lượng quốc quân chiếm ưu thế tuyệt đối. Nếu cứ đánh tiếp như vậy, Tân tướng quân sẽ nguy to. Vậy phải làm sao bây giờ? Đã đánh giao rồi kìa, sao tôi biết được? Mau, gọi trung đoàn bộ. Tôi là Du Mẫn Chi, có chuyện gì vậy? Trung đoàn trưởng, đợt tấn công của chúng ta không thuận lợi. Quả lực của Tân tướng quân quá mạnh. Quân của cậu đông hơn chúng rất nhiều, trang bị cũng tốt hơn, sao lại thua quả lực của họ được? Trung đoàn trưởng, nói cho cùng, mấy anh em tinh thần xuống dốc, không ai muốn đánh hết. Nghe cho rõ đây, tôi cho cậu nửa tiếng đồng hồ, nếu không dứt điểm xong, tôi lấy đầu của cậu đó. Trung đoàn trưởng, trung đoàn trưởng, trung đoàn trưởng. Đúng là một lũ ngu. Mau đi tìm Du Mẫn Chi. Không được đâu, anh không được đi. Du Mẫn Chi đó trở mặt nhanh lắm, lỡ hắn làm khó anh thì sao? Yên tâm đi, mọi người chờ lệnh, đừng đi lung tung. Quốc Dũng, em đi với anh. Trời ơi, có phải đi liều mạng đâu, đi theo làm cái gì? Sao anh luôn cản em hoài vậy? Chờ đi. Các anh em, bắn thật ác liệt. Nếu trong nửa giờ không chiếm được trận địa thì tôi lấy đầu các cậu đó. Bắn đi. Đứng lại, đừng bắn. Người của mình. Tiểu đoàn trưởng Triệu, cậu vẫn nhớ tôi sao? Nhớ chứ. Trận bắt Lý Bình, anh đánh hay lắm. Các anh em đều được mở mang tầm mắt. Tôi tìm tiểu đoàn trưởng Lý của các cậu. Được, tôi dẫn anh đi. Được. Ôi trời đất ơi, người cùng một nước mà đánh nhau thành ra như vậy, tôi thấy đau lòng quá đi. Tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn trưởng Triệu tới rồi. Triệu Quốc Vũ, cậu vẫn còn sống à? Nếu không nhờ canh giúp đỡ, chắc tôi chết ở Bắc Lý Bình rồi. Mời, mời. Triệu Quốc Dũng, tiểu đoàn khác tôi không biết, tiểu đoàn một của tôi từ trên xuống dưới không một ai muốn đánh nhau hết, đều là anh em một nhà. Nhưng mà Du Mẫn Chi bây giờ giống như bị điên vậy, đánh Nhật chạy được thì chạy, trốn được thì trốn, còn đánh Tân Tứ Quân thì ác liệt hơn ai hết, không lường tới hậu quả, không quan tâm tới thương vong. Tôi rất là hận. Anh Chấn Quốc, chúng ta không thể dừng mắt nhìn người Trung Quốc giết nhau như vậy. Tôi muốn gặp Du Mẫn Chi. Không thể đánh từ phía sau thì tôi sẽ đánh từ phía trước, để xem Tân Tứ Quân trụ được bao lâu. Kết nối với tiểu đoàn một đi. Rõ. Báo cáo. Trung đoàn trưởng Du gọi tới. Triệu Quốc Dũng, tôi sẽ đi cùng với cậu gặp Du Mẫn Chi. Cái gì? Về đoàn bộ rồi à? Ai cho anh ta về? Báo cáo. Triệu Quốc Vũ. Triệu Quốc Vũ, từ sau trận Bắc Lý Bình tôi rất lo cho sự sống chết của cậu đó, đêm đêm không ngủ được. Trung đoàn trưởng, lúc đó là anh hạ lệnh bảo tôi thấy chết mà không cứu mà. Lý Chấn Quốc, ai cho phép anh quay lại vậy? Mau cút về chỉ huy trận đánh đi. Người mình đánh người mình, anh em không muốn đánh nhau nữa. Lý Chấn Quốc,
Anh vừa nói gì? Lòng người lung lay, tôi không kiểm soát được nữa. Lý Chấn Quốc, anh công khai chống lệnh đó hả? Được, không muốn đánh thì cút đi, chỗ tôi không cần anh đâu. Triệu Quốc Dũng, bây giờ tôi bổ nhiệm cậu làm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1, chỉ huy tiểu đoàn 1 chiến đấu. Sau khi tiêu diệt được bọn Tân Tứ Quân, tôi sẽ đích thân lên bộ tư lệnh quân khu nói rõ giải quan cho cậu. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim Trung đoàn trưởng, rút quân đi. Cái gì? Bây giờ quân Nhật ngày ngày đều giết người Trung Quốc, đội quân Trung Quốc của chúng ta không thể tàn sát lẫn nhau nữa. Triệu Quốc Vũ, tôi không ngờ cậu lại nói ra câu nói đó. Tân Tứ Quân từ bao giờ trở thành anh em với chúng ta vậy? Trước phải dẹp loạn, sau mới chống ngoại. Tiêu diệt đám cách mạng xong, đánh Nhật cũng không muộn. Dù là Tân Tứ Quân hay là Quốc Quân, kẻ thù chung của chúng ta đều là quân Nhật. Nếu như đánh tiếp, anh sẽ là tội nhân của người Trung Quốc. Tôi hiểu rồi. Sớm không tới, muộn không tới, mà lại tới ngay lúc này. Trung đoàn trưởng à, tôi thấy cậu là nội gián của Tân Tứ Quân, cậu cùng phe với bọn cách mạng. Dù Mẫn Chi, anh nghe cho rõ đây, ai chống Nhật đánh Nhật thì tôi sẽ theo người đó. Có giỏi thì bắn tôi đi. Cậu tưởng là tôi không dám nổ súng sao? Tôi giết cậu rồi đưa tới cục tư pháp quân sự, tôi còn lập công lớn nữa. Trung đoàn trưởng, Lý Chấn Quốc, anh dám bắn tôi sao? Anh tạo phản rồi à? Triệu Quốc Vũ là anh hùng chống Nhật, anh giết cậu ta, có nghĩa là anh với quân Nhật là một phe. Mau trả lệnh rút quân đi, nếu không đừng trách tôi không nể tình. Tôi làm theo lệnh của cấp trên, quân lệnh như sơn, anh hiểu chưa? Có rút quân hay là không? Lý Chấn Quốc, bỏ xuống mau. Không rút. Có rút không? Không rút. Đội trưởng, chính quỷ, thấy quốc quân giải tán rồi. Chuyện gì vậy? Sao không đánh nhau nữa? Ngừng bắn rồi. Đúng vậy. Đúng vậy. Em nói coi em có đó làm gì nữa. Kệ em đi. Anh nhìn kìa, quốc quân rút quân rồi. Rút thật rồi. Xem ra quốc vũ thành công rồi. Cũng được quá đi. Hay quá trời à. Triệu Quốc Dũng, Lý Chấn Quốc, hai người gây ra chuyện lớn rồi. Anh ta chính là trung đoàn trưởng của quân đoàn 149, Đoàn Phó Giang. Triệu Quốc Vũ, tôi tự làm tự chịu, tùy anh xử lý. Trung đoàn Phó Giang, có điện khẩn từ sư bộ. Có chuyện gì vậy? Cấp trên có lệnh, Du Mẫn Chi phải tới sư bộ tham gia cuộc họp tác chiến khẩn cấp ngay. Cuộc họp khẩn cấp gì? Trước khi đến đây, tôi nhận được thông báo từ sư bộ yêu cầu chúng ta chuẩn bị chiến đấu tích cực, tấn công phá sơn bài. Cuộc họp đó có lẽ liên quan tới việc này. Máy bay từ sân bay Nghi Thành ngày ngày thả bom xuống Trùng Khánh. Trận này chắc chắn phải đánh. Đánh.
nhất định phải đánh. Nhưng bây giờ tôi không biết. Giang Nhất Dương, anh mau lấy danh nghĩa của Dù Mẫn Chi phản hồi lại với sư bộ, nói là đội du kích của Tân Tứ Quân đã bị chúng ta tiêu diệt hoàn toàn, còn Dù Mẫn Chi trong lúc tác chiến bị thương nặng, không thể tham gia cuộc họp, để anh tới đại diện. Đúng. Ý cậu là không đề cập. Không đề cập. Chỉ có cách đó thôi. Nhưng mà sớm muộn gì cấp trên cũng biết Dù Mẫn Chi đã chết rồi. Với lại việc phá sân bay, ai sẽ chỉ huy? Cả đời tôi chưa phục ai, chỉ biết phục mỗi Triệu Quốc Dũng. Canh đem theo cậu ta đánh Nhật không bị thiệt đâu. Tôi thấy Triệu Quốc Dũng là người thích hợp nhất để làm đoàn trưởng, dẫn dắt các anh em đi phá sân bay của bọn Nhật. Đúng. Loại người như Du Mẫn Chi chỉ biết đánh người Trung Quốc, từ lâu chúng tôi không muốn theo hắn rồi. Từ bây giờ chúng ta theo Triệu Quốc Vũ đi đánh Nhật. Các anh em thấy được không? Được. Đánh Nhật. Được. Đánh Nhật. Nếu mọi người tin tưởng tôi như vậy thì tôi sẽ nhận chức đoàn trưởng. Sau khi đánh trận xong, tôi sẽ tới cục tư pháp tự thú, chịu toàn bộ trách nhiệm. Triệu Quốc Vũ, chỉ cần cậu dẫn dắt mọi người phá hủy sân bay của bọn Nhật, cậu không cần chịu tội. Nếu muốn định tội thì Lý Chấn Quốc tôi sẽ cảnh giác. Trung đoàn phó Giang, anh em chỉ chờ câu nói này của anh thôi. Được. Nếu Triệu Quốc Vũ sẵn sàng dẫn dắt anh em đoàn 149 chúng ta đánh Nhật, Giang Nhất Dương tôi nếu không đồng ý thì khác gì với Du Mẫn Chi đâu. Quách tham mưu, báo cáo ngay cho sư bộ. Rõ. Trung đoàn phó Giang, có chuyện gì sao? Sao lại ngừng đánh rồi? Theo lệnh của trung đoàn trưởng, rút khỏi trận đấu, trở về trấn Thúy Bình. Trung đoàn trưởng đâu? Lý Tá Sơn, trung đoàn trưởng vì bị mảnh đạn nổ trúng, tử trận rồi. Không đúng. Trung đoàn phó Giang, rốt cuộc trung đoàn trưởng có chuyện gì vậy? Các anh em tiểu đoàn 2, Du Mẫn Chi đã thật sự tứ trận rồi. Từ bây giờ, đoàn trưởng mới của chúng ta chính là Triệu Quốc Vũ. Giang Nhất Dương, Lý Chấn Quốc, các anh làm phản à? Tôi sẽ tố giác các người. Các anh em tiểu đoàn 2, tình khốn nạn Lý Tá Sơn đó chỉ là con chó của Du Mẫn Chi mà thôi. Bấy lâu nay đánh mắng mọi người không ít, còn cắt giảm lương thực của mọi người nữa. Các anh em tiểu đoàn 2, ai muốn theo Triệu Quốc Vũ đánh trận thì bước ra, còn không muốn thì có thể về luôn. Tôi cũng xin nói trước luôn, đi thì đi. Ai mà dám nói bậy bạ một câu nào, tôi sẽ không tha cho kẻ đó đâu. Nghe rõ chưa? Theo Triệu Quốc Vũ đánh Nhật, tôi cam tâm tình nguyện. Tôi đồng ý. Tôi đồng ý. Tôi đồng ý. Chúng tôi đều đồng ý theo đoàn trưởng Triệu đánh Nhật, giết quỷ Nhật. Dịch thuyết minh và lồng tiếng tại phim TV. Chính quỷ, quốc quân đều rút rồi. Rút rồi hả? Đoàn 149 của quốc quân đang làm trò gì vậy? Sao đang đánh mà lại rút rồi? Đội trưởng, có gì lạ đâu chứ. Tên Du Mẫn Chi không dám liều chết với mình, làm con rùa rụt cổ rồi, không thể lơ là cảnh giác. Du Mẫn Chi là người nhiều mưu kế, hắn đột nhiên rút lui, biết đâu có mưu gì khác. Ý của tôi là chúng ta nên di chuyển ngay. Được. Các đồng chí lập tức di chuyển. Đi. Đi. Nhanh lên. Nhanh đi.
Triệu Quốc Dũng, bây giờ tôi phải đi trước, bên sư bộ hối gấp quá, tôi không thể cùng cậu về trấn Thúy Bình được. Chuyện còn lại giao cho Lý Chấn Quốc giúp cậu sắp xếp. Trung đoàn Phó Giang, anh yên tâm đi, chuyện còn lại tôi sắp xếp ổn thỏa rồi. Vậy thì tốt. Trung đoàn Phó Giang, đi sớm về sớm. Đi thôi. Triệu Quốc Vũ tới trấn Thúy Bình rồi, anh em theo sát, chúng ta về nhà rồi. Đi đi, mau lên. Đi thôi, anh vợ chị Hà nặng đó, anh để em cõng một chút đi. Không cần đâu, nhẹ hơn vợ tôi nhiều, anh không được lấy chị Hà so sánh với vợ của anh được. Đi đi, lắm lời quá. Anh vợ, hay là đem cõng một chút đi, tôi cõng được mà. Anh đi chậm thôi. Em gái, anh của em mặc bộ này được không? Đẹp lắm. Anh, em ăn thịt. Một đôi giày da lớn. Nè, anh ăn chậm thôi, coi chừng mắc nghẹn bây giờ. Không ăn uống lắm, anh sắp đói thành cây sậy rồi. Anh nói cho em biết, mau ăn đi, mau ăn đi. Nhẹ tay một chút đi, tới em rồi. Được rồi, được rồi, anh bóp vai cho em. Dễ chịu không? Nhẹ một chút đi, bóp cho anh tiếp đi. Nè nè, lẹ lên, lẹ lên, nhanh đi. Chị Hà, chị ăn đi. Cậu thôi đi, lấy đũa cậu gấp làm gì. Nè, em gái à, ăn đi. Khổng Lập Tân, không sao đâu, cậu ăn đi. Tôi ăn cũng khá nhiều rồi, chị ăn nữa đi. Trời ơi, cậu đừng giả vờ ga lăng nữa. Cậu có tay áo của cậu đầy dầu rồi kìa. Có bao nhiêu dầu bị tay áo cậu ăn hết rồi. Hoàng Ma Tử, hả? Anh ăn đi, Khỉ Mùi Tử. Em cũng ăn nhiều vào đi, anh uống rượu được rồi, hả? Triệu Quốc Văn. Ý, không đúng, không đúng. Anh hai Quốc Vũ. Nè, kính anh một ly. Nào nào, uống đi, uống đi. Ăn đi, ăn đi, lẹ lên, lẹ lên. Mày giá, mày giá à, hả? Tôi đang nói chuyện mà. Các anh em, từ giờ về sau chúng ta đi theo Triệu Quốc Vũ, ăn ngon mặc đẹp. Ai mà làm khó được chúng ta. Tôi nhớ đâu ông bà có câu nói, một người làm quan cả họ được nhờ. Chúng ta cũng giống như vậy, đi theo Quốc Vũ cũng được hưởng lây. Phải rồi, cậu thì hiểu cái gì. Tôi đang so sánh mà. Dù sao thì từ giờ chúng ta hết khổ rồi, chúng ta cùng với Triệu Quốc Vũ, em gái tôi được hưởng phúc, chúng ta cũng được hưởng phúc đây rồi. Các cậu nói xem có đúng hay không. Phải rồi, được, nào, cạn ly, cạn. Nào, 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 cạn đi. Anh Quốc Vũ. Nào, Quốc Vũ, tới rất đúng lúc, đang chờ cậu đó, mau vào đi, nhanh lên. Các người đang làm cái gì vậy? Từ khi rời khỏi Tứ Xuyên tới đây, đây là lần đầu tiên các người được chính thức mặc quân phục của quốc quân. Mà nhìn bộ dạng đó đi kìa, giống như thổ phỉ vậy. Bữa cơm này là Giang Nhất Dương từ bỏ tiền túi ra để mời các người. Có biết vì sao không? Bởi vì anh ta đã giao mạng sống của hơn 1.000 người trong quân đoàn 149 của chúng ta, để chúng ta được dẫn họ đi đánh Nhật. Họ đang nhìn chúng ta, xem một người dẫn đầu kia kìa. Mọi người nghe cho rõ, từ giờ trở đi, muốn đi theo tôi giết Nhật thì ở lại, còn ai muốn hưởng sung sướng từ chức đoàn trưởng thì cút ra ngoài đi. Quốc Dũng, Hoàng Ma Tử uống say rồi cho nên nói bậy thôi, như vậy cũng không có được. Quốc Dũng, Quốc Dũng à, anh còn không hiểu anh tôi sao? Anh ấy khi uống say thì hay nói linh tinh vậy đó. Im miệng đi.
Triệu Quốc Vũ, cậu lên chức chưa được bao lâu nên tính khí thất thường có phải không? Hả? Dựa vào đâu mà đập vỡ chén của tôi chứ? Cậu nghe cho rõ đi. Người dân đã tạo biểu hiện cho tôi. Lúc đầu tôi theo cậu rời Tứ Xuyên chính là chỉ muốn cùng cậu đánh giặc. Thì sao? Đi tới đâu giết tới đó. Có bao giờ tôi hèn nhát không? Hoàng Ma Tử à, tôi vào sinh ra tử với cậu, bây giờ cậu lên chức, tôi vui mừng thay cậu không được sao? Triệu Quốc Dũng, mở mắt chó của cậu ra mà nhìn đi. Từ lúc tôi rời khỏi Tứ Xuyên với cậu, dẫn theo bao nhiêu anh em, mấy chục anh em đó, tới tận bây giờ có bao nhiêu người, cậu đếm xem, còn được 3 người thôi. Hoàng Ma Tử à, tránh ra đi. Hoàng Ma Tử, tôi không cần hưởng phúc của cậu, cũng không cần dựa hơi cậu. Chén này tôi uống là vì những người anh em đã chết mà kính họ một chén, được không? Những người anh em đã chết đó, họ chết thảm quá. Đại ca xin lỗi các cậu. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim TV. Hoàng Ma Tử, lúc nãy tôi nặng lời danh quá, tôi xin lỗi. Anh em của anh, ngoại trừ Tiểu Bạch Long ra thì đều tốt hết. Anh cũng rất tốt. Không có sự giúp đỡ của mọi người thì tôi không có ngày hôm nay. Không chỉ hôm nay, về sau tôi vẫn cần sự giúp đỡ của anh. Chúng ta cùng nhau giết giặc. Triệu Quốc Dũng, chúng tôi nợ cậu mạng sống, giờ trả cho cậu từng mạng một. Coi như chúng ta hết nợ. Hoàng Ma Tử, chúng ta là anh em sống chết có nhau, cùng chui ra từ đống xác của anh em đã chết. Anh không nợ tôi gì hết. Từ bây giờ trở đi, chúng ta cùng nhau giết bọn quỷ Nhật cho tới khi đánh đuổi chúng ra khỏi nước mình. Cạn đi. Nhìn rõ không? Tôi mơ hồ thấy, nhưng mà không dám chắc. Lúc đó đông người quá, lộn xộn cả lên, tôi đâu có chen vào được. Có nhìn thấy Vũ Mẫn Chi không? Không thấy. Đi.
Chẳng phải là sở trưởng Dương sao? Tôi có thể giúp gì đây? Nghe nói Đoàn 149 về bắt Đồ Du Kích Tân Tứ Quân đã giành được thắng lớn. Tôi dẫn người tới để chúc mừng đoàn trưởng Du. Sở trưởng Dương không biết gì sao? Trung đoàn trưởng của chúng tôi bị thương trong trận vừa rồi, hiện đang dưỡng thương nên không tiện tiếp khách. Bị thương à? Vậy tôi càng phải vào thăm mới phải. Thật sự là không tiện, để lần khác ghé thăm đi. Ở trấn Thúy Bình, trung đoàn trưởng Du đã chăm sóc anh em chúng tôi rất là chu đáo. Bây giờ trung đoàn trưởng bị thương, về tình về lý tôi nên vào thăm mới phải. Thật sự là không tiện, để hôm khác tới thăm đi. Quách tham mưu, nói thật thì tôi tới tìm trung đoàn trưởng còn có chuyện. Khi quân vào trấn Thúy Bình, người của tôi tận mắt nhìn thấy một nữ đảng viên cách mạng đang trốn trong quân đội của anh. Tôi nghĩ trung đoàn trưởng Du cũng không muốn mang tội danh thông đồng với đảng cách mạng đâu ha. Chuyện đó như vậy đi, chánh phòng Dương, mọi người chờ một chút đi, tôi vào trong xin ý kiến. Đó là đoàn 114. Đó là đoàn 126. Khoảng cách giữa hai đoàn này quá xa, ở giữa còn có khu vực chiếm đóng của quân Nhật. Nếu tấn công sân bay, ba đoàn chúng ta rất khó để phối hợp sức mạnh. Đúng vậy. Đoàn trưởng Triệu, người của cục tình báo quân đội Dương Vĩnh Sinh muốn gặp Du Mẫn Chi. Cậu không nói Du Mẫn Chi bị thương hay sao? Tôi nói rồi, chi bằng không nói còn hơn. Bây giờ thì hay rồi, hắn càng hăng hái hơn, còn nói đã thấy một nữ đảng viên cách mạng trong đội ngũ của mình. Dương Vĩnh Sinh đó tới trấn Thúy Bình của mình để làm giám sát đoàn 149. Hôm nay nếu không cho hắn một lời giải thích, chắc chắn là hắn sẽ không chịu buông tha đâu. Chuyện đó để tôi cho người bắt hắn lại để tránh phiền phức. Không được, người của cục tình báo có quan hệ rất là rộng rãi, nên bắt hắn ngược lại sẽ gây ra rắc rối thêm thôi. Vậy phải làm sao bây giờ? Mình đâu thể nói thiệt với hắn được. Sở trưởng, hay là chúng ta cứ xông thẳng vào là xong rồi? Lúc nãy tôi thấy Quách tham mưu rất là hoang mang, có phải là nấy có chuyện gì không? Bình thường Du Mẫn Chi đối xử khá tốt với chúng ta, nếu đâu nấy thật sự bị thương, cứ xông vào như vậy thì quá mạo phạm rồi. Cứ chờ đi. Sở trưởng Dương, Quách tham mưu sao rồi? Trung đoàn trưởng của chúng tôi nói rồi, người khác đến thì không gặp được. Sở trưởng Dương tới sao mà dám thờ ơ được chứ? Xin mời. Đi thôi các anh em. Đi, khoan đã, tôi thấy mấy anh em này không cần phải vào đâu. Các anh ở ngoài chờ đi. Rõ. Mời. Quách tham mưu, trung đoàn trưởng rốt cuộc bị thương như thế nào? Sao phải bí mật như vậy? Anh đi vào là biết thôi. Xin chào sở trưởng Dương. Tiểu đoàn trưởng Lý, có chuyện gì sao? Đi vào xem là biết rồi. Mời. Anh Du ơi, sao anh lại bỗng thành ra như vậy chứ? Em mà biết là ai làm, em nhất định sẽ báo thù cho anh. Hai vị phu nhân à, hai vị phu nhân, dừng lại đi. Không thấy khách đang tới sao? Tôi ra ngoài trước đây. Không có vấn đề gì chứ? Tôi nghĩ chắc chắn sẽ được mà. Sao rồi? Ra rồi, ra rồi. Sao rồi hả? Dù sao chúng tôi cũng đã diễn xong rồi, phần còn lại chịu cho bọn họ. Được đó, được đó. Đi mau, đi mau. Nhanh lên đi. Đi mau. Tiểu đoàn trưởng Lý, tôi không nghe nói trung đoàn trưởng Du có hai người vợ. Đừng nhắc nữa, đó đâu phải là phu nhân gì đâu. Vào lúc chúng tôi đóng quân ở thị trấn Dân Thủy, trung đoàn trưởng quen hai nhân tình. Không phải trung đoàn trưởng bị thương sao? Các anh em đã tìm họ tới chính là muốn để cho bọn họ chăm sóc cho trung đoàn trưởng. Ai ngờ đâu hai người bọn họ đến đây liền gào thét như vậy. Nhắc tới là thấy phiền rồi. Sở trưởng Dương, người phụ nữ mà anh em của ngài nhìn thấy có lẽ là hai người họ phải không? Trung đoàn trưởng Du bị thương gì vậy? Nhìn nghiêm trọng quá. Bị thương không nặng, nhưng mà bị dày dò. Lần này chúng tôi giao chiến với Tân Tứ Quân, trung đoàn trưởng đã làm gương, dẫn theo các anh em tấn công. Nhưng mà vũ khí đạn dược của Tân Tứ Quân vốn chỉ không đủ, mất mát khá nhiều. Cầm lấy bình rượu đựng dầu quả, đập lên người anh em hô hào. Vận may của trung đoàn trưởng không tốt, có một bình đúng lúc đập vào đầu. Chứ còn gì nữa,
nửa thân trên đã cháy hết rồi, còn bị khói theo tràn vào cổ họng, giờ không nói được gì nữa. May mà cấp cứu kịp thời, chứ nếu không đã cháy hết rồi. Trung đoàn trưởng mời ngài ngồi xuống nói chuyện. À thôi thôi, được rồi, trung đoàn trưởng đang bị thương, vậy thì tôi không làm phiền nữa. Trung đoàn trưởng, anh nghỉ ngơi cho tốt, có chỗ nào cần đến anh em giải cứu cứ việc nói. Tạm biệt. Tạm biệt. Nè, sở trưởng Dương nói chuyện thêm đi. Sở trưởng Dương ăn cơm rồi hãy đi. Chuyện này còn mệt hơn đánh trận nữa. Sở trưởng à, sao rồi? Đồ ngốc, lần sau là mắt sáng lên một chút đi. Quốc Dũng, lần này tôi thật sự phục rồi. Về sau như vậy đi, chuyện lừa đảo vào chỗ chết chúng ta làm, cậu đưa ra cái sách đi. Gian lận lừa đảo, sao tôi nghe câu này quen tai quá vậy? À đúng rồi, lần trước tôi mạo hiểm nhận vật tư của anh cũng chửi tôi như vậy mà. Anh Nhất Dương, Quốc Dũng, ban nãy tôi nhìn thấy Dương Vĩnh Sinh đi ra từ cửa trung đoàn bộ của chúng ta. Mọi người không sao chứ? Đang nói tới chuyện này, ban nãy hắn đến thăm dò chuyện của Chu Mẫn Chi. Nếu không phải đoàn trưởng Triệu kịp thời nghĩ cách thì hôm nay gặp nguy rồi. Đã hạ lệnh tấn công sân bay chưa? Lần này tất cả hội nghị cấp bách, thực ra là để mở một tiểu đoàn trong trung đoàn 149 chúng ta. Trụ sở mệnh lệnh chúng ta lập tức xuất phát, trong vòng 10 ngày phải bằng mọi giá phá vỡ sân bay của Nhật Bản. Vậy hai đoàn khác thì sao? Nói là phối hợp với chúng ta, nhưng mà cấp trên ngay cả một mệnh lệnh cụ thể đều không đưa cho bọn họ. Phối hợp với chúng ta, phối hợp con quỷ tàn binh nửa trung đoàn của chúng ta đi đánh sân bay, nó còn phải lấy trứng chọi đá sao? Cấp trên sớm đã biết sân bay Nghi Thành không thể đánh được, nhưng Bộ Quốc phòng không quan tâm chuyện này, cưỡng chế hạ lệnh. Nói thẳng ra chính là để tự cắt thịt của chính mình, lấy cho Trùng Khánh một câu trả lời mà thôi. Coi trung đoàn 149 là thuốc nổ, chúng ta sao nói với các anh em được? Trung đoàn 149 là đoàn quân Tứ Xuyên, mạng hèn quân Tứ Xuyên, đánh hết rồi cũng không ai đau lòng. Vậy rốt cuộc có đánh hay là không đây? Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim TV. Đừng có lắc nữa, đừng lắc làm lòng người hoảng đó. Trong lòng anh hoảng loạn, trong lòng loạn hết rồi. Đừng nhìn nữa, đừng nhìn nữa. Đại ca, Lão Hoa, sao rồi? Đám đặc vụ đó cút hết đi rồi. Triệu Quốc Vũ đúng thật là, nếu như đã không sao rồi thì nên nói chúng ta một tiếng chứ, làm cho mọi người đều lo lắng như vậy. Phải rồi, đúng rồi, tôi thấy đám đặc vụ đó vừa đi trung đoàn trưởng Giang lại đi vào. Vào cửa trung đoàn bộ vẫn chưa ra, có lẽ là đang bàn chuyện với đoàn trưởng Triệu. Sao cậu lại nói chuyện không ngắt nghỉ vậy? Trung đoàn trưởng Giang đó không phải là đi trụ sở mới hội nghị tác chiến cấp bách rồi sao? Tôi đoán lần này phải đánh trận rồi đó. Cái gì nữa vậy? Chúng ta vừa tới lại đánh nữa à? Tôi còn chưa thở xong nữa mà. Dựa vào bộ phận tình báo của tôi, về bản đồ bố phòng của quân Nhật đã thu được, quân Nhật ở phía nam, phía tây sân bay đều bố trí trọng binh, tổng binh lực vượt qua lữ đoàn loại A. Ở trong Nghi Thành cũng có hai liên đội bộ binh và cả một liên đội pháo binh trấn thủ. Tình hình này, hành động đánh sân bay lần này của chúng ta không thể tiêu hao nhiều thời gian. Một khi quân Nhật xung quanh đến chi viện, với sự bố trí binh lực mà chúng ta có, hoàn toàn không thể chống đỡ. Cho nên nói, quan trên mới hạ lệnh áp dụng chiến thuật tập kích trong thời gian cấp bách, hoàn thiện nhiệm vụ tác chiến. Binh lực bên ngoài sân bay của quân Nhật là bao nhiêu? Quân Nhật ở sân bay đang đóng đội thủy quân lục chiến, đang áp dụng chiến lũy phòng thủ 3 chiều. Đội thủy quân lục chiến, có biết phiên hiệu của họ là gì không? Bọn chúng chịu sự quản lý của sư đoàn 1 hải quân, trung đoàn lục chiến 3. Trung đoàn lục chiến 3, đúng. Liên đội trưởng Matsumoto Seicho vừa tứ trận, liên đội trưởng bây giờ là Oshima Ichiro. Đúng là quan gia ngõ hẹp mà. Triệu Quốc Vũ, cậu quen liên đội trưởng đó à? Sao có thể không quen được? Trung đoàn 149 trước đã thất bại hoàn toàn trong tay của chúng. Matsumoto Seicho vừa tứ trận là chính tay tôi giết.
Vậy thì không còn gì để nói nữa. Trận này đánh chắc rồi. Thù riêng thù chung, gặp làm một luôn. Nói tới nói lui, trận này không đánh không được. Nhưng đánh thế nào thì mới hợp lý đây? Nếu như là đột kích, trước tiên chúng ta phải làm rõ cửa đột phá phòng tuyến quân Nhật nằm ở đâu. Tìm được cửa đột phá, trận này dễ đánh hơn rất nhiều. Cho nên vấn đề mấu chốt bây giờ nằm ở phải điều tra rõ tình hình phòng ngự của phòng tuyến quân Nhật. Nhưng mà chúng ta không biết gì về tình hình phòng ngự ở bên ngoài sân bay. Cửa đột kích nằm ở đâu? Cần phải dò thám thực địa. Chuyện này dễ. Bây giờ tôi sẽ cử một nhóm dò thám đi ra ngoài sân bay. Trấn Quốc, dò thám thực địa không đơn giản vậy đâu. Theo điều tra của bộ phận tình báo chúng tôi, quân Nhật chỉ đảm bảo an toàn cho sân bay. Ở vùng núi ngoài sân bay đã lập khu canh gác. Ở tất cả các đường đi vào núi còn lập cả trạm điều tra. Điều tra nghiêm ngặt những người vào núi, hơn nữa trong khu canh gác còn phái nhiều đội tuần tra, ngày đêm tuần tra. E là đội dò thám của chúng ta rất khó an toàn vào khu canh gác của bọn chúng. Nếu như ngay cả đội dò thám cũng không dò được thì còn đánh cái gì nữa. Như vậy đi, nhiệm vụ dò thám tôi phụ trách. Tôi quay về thương lượng với người tôi dẫn đến, sẽ đưa ra một phương án dò thám nhanh nhất có thể. Tôi sẽ đích thân đến căn cứ của quân Nhật. Không được. Quốc Vũ, anh đừng có quên, bây giờ anh là đoàn trưởng, muốn đi cứ để tôi. Quyết định vậy đi. Hả? Quốc Vũ, anh Quốc Vũ, cuối cùng anh cũng trở về rồi. Tiểu đoàn trưởng Triệu, gọi là đoàn trưởng. Đoàn trưởng Triệu, có phải là chúng ta phải đánh trận tiếp không? Đúng vậy. Tổng bộ lệnh cho trung đoàn 149 trong vòng 10 ngày phải đột phá sân bay Nghi Thành. 10 ngày hả? Triệu Quốc Vũ, cậu nói xem. Tôi theo cậu lâu như vậy, phúc gì thì không thấy được hưởng, chỉ thấy hưởng đánh trận thôi. Đi một đường, đánh một đường, cứ giống như là định mệnh vậy đó. Anh còn ghim trong lòng sao? Ghim cái gì mà ghim? Bây giờ đóng quân ở sân bay Nghi Thành là liên đội 3 hải quân của quân Nhật. Bây giờ chỉ huy của bọn chúng chính là Oshima Ichiro. Lại là cái tên đó hả? Quốc Dũng, lần này không cần cậu khuyên nữa. Cho dù cậu trói chân tay tôi lại, tôi có dùng cái đầu cũng phải hút hắn một cái. Đúng thật là quan gia ngõ hẹp mà. Hắn có phải là quỷ Nhật giết chết chị dâu của tôi không? Đúng rồi đó. Quốc Dũng, không cần đợi 10 ngày đâu. Ngày mai chúng ta khai trận đi. Sức chiến đấu của bọn chúng mọi người đều biết rồi. Bây giờ vấn đề mấu chốt là ở bên ngoài sân bay của bọn chúng đã lập nên khu phòng ngự vô cùng nghiêm ngặt. Với sức chiến đấu của chúng ta hoàn toàn không thể đối đầu với bọn chúng. Anh Quốc Vũ, tôi có súng liên thanh. Đồ ngốc à, cậu nói cái gì vậy? Không có tác dụng đâu. Quốc Vũ nói phải đó. Lần trước nếu không phải là Tân Tứ Quân giúp chúng ta giải dây, thực lực chúng ta có thêm gấp 10 lần cũng không phải là đối thủ của chúng đâu. Quốc Vũ, cậu đừng quanh co nữa. Cậu nói xem phải làm gì đây? Bây giờ không phải vấn đề đánh ra sao, mà là chúng ta phải làm rõ tình hình khu phòng ngự của chúng trước. Thôi vậy không nghĩ được. Lập tức. Phi Yến, chắc là em cũng chưa nghĩ ra cách gì đâu ha. Thôi bỏ đi. Em đúng là nghĩ ra được một cách. Là cách gì? Nói mau đi. Không phải là chúng ta muốn tiếp cận sân bay của Nhật sao? Vậy thì phải đi qua trạm kiểm tra trước. Qua trạm kiểm tra thì sẽ tới khu canh gác rồi. Đến khu canh gác chúng ta sẽ tiếp cận được sân bay. Cho nên là em đã nghĩ ra được một cách hay. Đó chính là chúng ta diễn thành một đội thành hôn.
một người diễn chú rể, một người diễn cô dâu. Nếu như quỷ Nhật mà hỏi, chúng ta nói đến từ trấn Thúy Bình là một cuộc buôn bán nhỏ, chuẩn bị lấy một người vợ yên ổn sống qua ngày. Hay, hay, lấy vợ là kế hay đó. Cô nghĩ ra kế này cũng đúng là tuyệt diệu thật đó. Tôi nói, tôi tham gia việc hiếu hỉ không tệ đâu. Tôi thu xếp, để tôi thu xếp cho. Tôi thấy ý này cũng hay đó. Quốc chủ à, em nói xem. Tôi thấy cách này cũng được. Tôi thấy cũng được đó. Kế mà em gái tôi nghĩ ra đúng là hay thật. Như vậy đi, tôi cũng không có sáo nữa. Tôi sẽ diễn vai chú rể, Hỷ Mười Tử diễn vai cô dâu. Mọi người thấy sao? Em có thể được hả? Được. Em vốn dĩ là vợ của anh mà, có gì đâu mà không được. Tôi thấy tôi và chị Hà hợp hơn đó. Khổng Lập Tân, cứ vậy hoài là không được đâu nghe. Anh à, cách này... Em gái ơi, em không có hợp đâu. Em còn nhiệm vụ khác nữa. Cách này là cho em nghĩ ra mà. Nhìn thấy chưa? Mọi người nhìn thấy chưa? Em gái, bình thường anh nói, em xem em nói chuyện họng mở to như vậy, đi trên đường hùng hùng hổ hổ như thiêu đốt người vậy, em đâu giống cô dâu đâu. Hà Muội Tử cũng không có được. Nhìn cô hào hoa phong nhã quá. Mọi người nói xem, lấy vợ trong vùng núi, đâu có ai giống như hai người bọn họ đâu. Mọi người nhìn xem, nhìn Hỷ Mùi Tử người ta đi kìa. Người ta trông ra sao? Nhìn đi. Nhìn thấy rồi chứ. Ai hợp hơn hả? Tôi thấy cứ quyết định vậy đi. Được rồi. Nếu như nói chúng ta muốn diễn một đôi vợ chồng lấy nhau, vậy thì phải lựa được sự nghi ngờ của quý Nhật, phải không? Nếu như nhìn ba người con gái, anh xem, vẫn là Hỷ Mùi Tử hợp hơn. Đúng rồi, đúng rồi. Rất là hợp. Được rồi, vậy để tôi và Ma Tử diễn thử đi. Trên đường đi lại gây thêm phiền phức cho mọi người, tôi cũng không giúp được gì. Lần này cũng coi như là tôi bỏ một phần sức lực. Hay quá, tốt. Tôi sẽ khiêng kiệu qua, để tôi khiêng cho. Nhóc sẽ thổi kèn. Quốc Vũ à, cậu xem chuyện này thấy thế nào hả? Quyết định như vậy đi. Mọi người chuẩn bị đi, ngày mai xuất phát. Đi nào, đi nào, nhanh lên. Tôi đi cắt miếng vải. Đồ kia của anh tôi sẽ giúp anh chuẩn bị. Được rồi. Hỷ Mùi Tử, ủa, ở đây hết à? Trời ơi, sao anh không nhìn được chút nào mà nôn nóng quá vậy hả? Được rồi, được rồi. Em ra ngoài đi. Hỷ Mùi Tử à, đi đi, mau lên. Phi Yến à, cô chào tôi với. Các cô đừng đi mà. Nè, em gái này càng biết điều rồi đó. Em gái ngốc. Hỷ Mùi Tử, em xem, đây là của cô dâu, đây là của chú rể. Anh kêu mày giá đặc biệt dựa theo dáng của chúng ta. Sửa xong rồi. Em coi. Có đẹp không? Đẹp thật đó. Em đừng chỉ thấy đẹp, mặc lên thử đi. Bây giờ luôn hả? Không phải bây giờ thì lúc nào. Lỡ đâu không vừa người, anh sẽ kêu mày giá sửa lại. Không cần đâu, chỉ mặc có một lần, tạm tạm là được rồi. Hỷ Mùi Tử à, lần này không nên qua loa được. Em không nghe Quốc Vũ nói sao? Chúng ta phải chuẩn bị thật là tốt. Lỡ đâu mặc không vừa người, nếu quỷ Nhật phát hiện ra phải làm sao? Em mau thử một chút đi. Nếu như không vừa, anh kêu mày giá sửa lại. Vậy em ra phía sau thử đi. Anh không nhìn, được chưa? Nhanh lên nghe.
Hỷ Bùi Tử, em mặc bộ đồ này đẹp quá đi. So sánh như vậy, anh đúng là không có gì tốt. Đang nói cái gì vậy hả? Mau ăn cơm đi kìa. Em thay đồ ra. Hỷ Mùi Tử, em đợi một chút. Em xem, được không? Anh làm cái gì vậy? Em xem hai chúng ta nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường. Được rồi. Hỷ Mùi Tử, em có biết tại sao anh cứ muốn hai chúng ta có thể diễn cô dâu chú rể không? Lúc đầu ở sơn trại, anh biết em đồng ý lấy anh, thật ra là bởi vì giận dỗi với Triệu Quốc Dũng. Về sau chúng ta rời Tứ Xuyên, cả chặng đường dài ăn gió nằm sương, em đã theo anh chịu không ít khổ cực. Chuyện của hai chúng ta cứ mãi nửa giờ như vậy. Nhưng mà bây giờ không giống như vậy nữa rồi. Bây giờ em chính là người của Hoàng Ma Tử anh. Hỷ Mùi Tử, anh nghĩ ngày mai cho dù là diễn, nhưng mà chúng ta hãy diễn giả thành thật, treo lụa hồng, đi trên con đường thật là vinh quang. Chờ sau khi về, chúng ta sẽ làm lễ cưới hoành tráng, coi như là hai chúng ta chính thức trở thành vợ chồng. Hỷ Mùi Tử, em đã theo anh cả chặng đường dài, không thể để cho em thiệt thòi được. Đây là suy nghĩ của anh, không biết em có thể đồng ý không? Em đồng ý. Ngày mai chúng ta diễn giả thành thật, đường đường chính chính, treo lụa hồng, đi chung một đường. Hỷ Mùi Tử, em thật là tốt. Hoàng Ma Tử anh không ngờ lại được em đồng ý. Đừng khóc, đừng khóc, chuyện vui mà. Phải rồi, anh đói quá, anh ăn cái đã. Mau thay đồ rồi đi ăn cơm đi. Được rồi. Hỷ Mùi Tử, cái này cay, em ăn đi. Hỷ Mùi Tử, em sao vậy? Em không sao chứ? Không sao. Có lẽ chắc cái này cay quá thôi. Hỷ Mùi Tử, Hỷ Mùi Tử, em sao vậy hả? Hỷ Mùi Tử à, có ai không? Tới liền, tới liền, nhanh đi, nhanh đi, mau qua xem đi nè. Cô xem giùm đi, đang ăn ngon lành thì lại buồn ói, không biết bị sao nữa. Tôi cũng đâu phải là bác sĩ đâu, tôi chỉ là y tá thôi, không quan tâm được nhiều vậy đâu. Chẳng lẽ chân thịt heo cũng chưa thấy heo chạy sao? Hỷ Mùi Tử à, anh đi lấy cho em chút nước, mau xem đi, nhanh lên.
Khỉ mùi tử, chị thấy trong người sao rồi? Có thấy chóng mặt không? Hả? Không có. Chỉ là cái kiểu đang ăn đột nhiên mắt ói. Đang ăn mắt ói hả? Triệu chứng của chị kéo dài bao lâu rồi? Cũng chỉ mới có 2 ngày nay thôi. Thỉnh thoảng sẽ bị hỉ mùi tử. Chị bao lâu chị chưa tới tháng vậy? Tôi thấy chắc là chị đang mang thai rồi. Thật vậy hả? Không được, tôi phải nói với anh Quốc Vũ. Chị không được tham gia. Hà mùi tử hả? Nè, ngồi xuống đi. Tôi xin cô một chuyện, không được nói chuyện này ra, kể cả Hoàng Ma Tử. Ngứa với tôi đi được không? Tại sao vậy? Nếu như mọi người biết thì tôi không thể tham gia hành động lần này. Nhưng mà đường núi xa xôi như vậy, chị đi như vậy rất là nguy hiểm đó. Hà mùi tử, cô nghe tôi nói. Tôi không muốn vì mình mà ảnh hưởng tới mọi người đâu. Huống hồ gì tên Oshima kia là hung thủ giết chết chị Điền. Tôi cũng muốn báo thù cho chị Điền. Còn như tôi xin cô đó. Hỉ mùi tử à. Nè, nè, mà uống nước nóng đi. Nè, sao rồi? Khám ra bệnh gì chưa? Không có bệnh gì nghiêm trọng đâu. Có lẽ là trúng gió thôi. Trúng gió hả? Làm tôi giật mình còn tưởng là có chuyện gì nữa chứ. Hỉ mùi tử à, nào nào, uống nước đi, uống nước nóng đi. Không sao là tốt rồi. Em không sao, đừng có lo, không sao rồi ha. Hỉ mùi tử, lúc đầu khi ở sơn trại, anh biết em đồng ý lấy anh. Thật ra là vì giận dỗi với lại Triệu Quốc Vũ. Anh nghĩ ngày mai cho dù là chỉ diễn thôi, nhưng mà chúng ta hãy diễn giả thành thật, treo lụa hồng, đi một con đường thật vinh quang. Chờ sau khi về, chúng ta sẽ làm lễ cưới, coi như là hai chúng ta chính thức trở thành vợ chồng. Hỉ mùi tử, em đã theo anh cả chặng đường dài, không thể để em thiệt thòi được. Hỉ mùi tử, tôi thấy chắc là chị mang thai rồi đó. Làm gì đó? Các người là ai vậy? À, Thái Quân, đây là đám cưới dưới quê chúng tôi. Chúng ta qua xem cô dâu đi. Ý kiến này hay đó. Qua đi, qua đi. Thái Quân, Thái Quân, trời ơi, chuyện đó tôi đang cưới vợ mà. Bây giờ tôi là tân lang. Thái Quân, Thái Quân, chuyện đó cô dâu mới canh không được nhìn đâu. Cái đó lão tổng à, anh giải thích giùm đi. Tôi chính là anh trai của tân nương đây. À phải rồi, đây là em rể của tôi đó. À anh rể, lão tổng à, anh giải thích giùm đi. Thái Quân à, đây là anh trai của tân nương. Vợ tôi vốn nhát gan, không tiếp xúc với bên ngoài nên cổ có một chút ngại ngùng, tránh ra đi. Thái Quân, Thái Quân, Thái Quân, Thái Quân à, thật sự chuyện đó không được nhìn tân nương đâu, Thái Quân à. Thái Quân, Thái Quân à, Thái Quân,
làm việc chất giả rồi. Còn đây nữa, anh nói với anh ta đi, chỗ chúng tôi có quy tắc, khăn trùm đầu của tân nương chỉ có tần lang mới có thể tháo xuống thôi. Nếu như họ gỡ xuống rồi thì đó là xui xẻo, không may mắn. Anh mau nói với họ giùm đi, nhanh lên nhanh lên. Thái quân à, không được tháo khăn trùm đầu xuống. Cái này á là biếu ngài làm quà đó hả? Dạ. Được. Lẹ đi lẹ đi, đi mau đi mau. Ở khởi kiệu khởi kiệu, nhanh đi nhanh đi, mau lên đi 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 đi. Dương Bán Tiên, hôm nay cậu được việc quá nghe, may mà có cậu đó. Như vậy đi, khi về tôi mời cậu một bữa. Không cần đâu, tôi đã sớm đoán được sẽ gặp phải tình huống như vậy rồi. Tiếc mấy con gà quá trời, nuôi chúng mà bây giờ phải lại như vậy rồi. Con gà đó tôi đã nhổ nước bọt vào rồi, còn rửa thì tôi cũng tè vào đó rồi. Còn cười nữa, nên trừng mắt nhìn gì vậy, suýt chút thì lộ rồi. Cậu không thấy đám Nhật kia muốn nhìn thấy Hỉ Mùi Tử hay sao hả? Cứ nghĩ tới là tôi tức trong lòng. Anh tức cái gì? Vậy mà anh còn để cho Hỉ Mùi Tử diễn vai tân nương. Tôi tức giận đó. Hỉ Mùi Tử để chúng nhìn sao? Đó là vợ của tôi mà. Thiên linh linh, địa linh linh, các lộ thần tiên mau hiển linh. Thiên linh linh, địa linh linh, các lộ thần tiên mau hiển linh. Nói sao? Nhìn theo quẻ này mà nói, hả? Người ta bói ra là ở rất xa, cách cả ngàn dặm, không thể gặp mặt. Dớ dẫn quá. Trong nghi thành này có đám quỷ Nhật mà còn nói là cách ngàn dặm sao? Rốt cuộc anh có biết bói không vậy? Nè nè, Dương Bán Tiên, không phải là tôi đã trả tiền rồi sao? Cậu có kỹ đi, đừng có tính lung tung đó. Anh hò hét cái gì? Hò hét cái gì chứ? Anh đừng có hai đồng bạc thôi, hai đồng thì làm gì mà hét lên như vậy? Tôi nói cho anh nghe, ở đây không phải là tôi bói ra đâu. Đây là do thần tiên tính ra, đúng chứ? Thần tiên ấy mà, cũng có lúc mắt tiểu, có khi ăn quá nhiều thứ linh tinh nên nói không đúng thôi. Đừng nói nhảm nữa, cậu là đại sư mà. Bối lại đi, bối lại đi. Được rồi, bối lại, bối kỹ vào. Được rồi, từ từ đi. Tôi nói cho anh nè, thần tiên đang giận anh đó. Anh đưa tôi có hai đồng bạc. Được rồi, chỉ có biết tiền thôi. Thiên linh linh, địa linh linh, các lộ thần tiên mau hiển linh. Ê, lại nói sao vậy? Hai người nhìn có vẻ kỳ lạ quá. Quẻ này bói ra cũng kỳ lạ thật. Nhìn theo quẻ này, người ta bói ra chính là bọn quỷ này. Chúng ở xa tận chân trời mà lại gần ngay trước mắt. Ở ngay trước mắt. Quỷ Nhật kìa, quỷ Nhật, quỷ Nhật tới rồi. Trời ơi, quỷ Nhật tới rồi kìa. Mau chạy đi, nhanh lên. Mau chạy đi. Quỷ Nhật tới rồi. Quỷ Nhật tới rồi kìa. Mau chạy đi. Tất cả tấn công. Mày giả, nhìn có rõ là bao nhiêu quỷ không? Tôi thấy có ba tên, phía sau có bao nhiêu thì không rõ nữa. Nhiều lắm luôn đó. Đi nhanh lên. Được rồi, quỷ tới rồi. Mau lên rút đi. Quỷ tới rồi.
Dừng. Đừng, đứng im đi. Hết đường rồi vẫn cứ đi tiếp sao? Làm sao bây giờ đây? Hết đường rồi. Giờ sao đây? Mọi người nghe đây. Có thấy khu rừng nhỏ bên kia không? Chúng ta chạy qua đó, chạy vào đó sẽ an toàn hơn. Em gái, em ở phía sau bảo vệ chị dâu của em đi. Em mặc kệ, anh tự lo đi. Hoàng Ma Tử, dẫn người của anh chạy phía trước theo tôi. Ai có súng thì theo chúng tôi, ai không có súng thì chạy phía sau. Chờ nhặt súng của người chết, đã rõ chưa vậy? Triệu Quốc Vũ, cậu chống lại tôi có phải vậy không? Tôi dẫn các anh em phía sau áp đội, để cho họ đi trước đi, đừng nói nhảm nữa. Phía trước mà không chạy được thì người phía sau đều chết đó. Người của chúng tôi, được rồi, hai người được cãi nhau nữa có được không? Hoàng Ma Tử, coi như là tôi nợ anh, được không? Lần nào liều mạng cũng đều kêu chúng tôi xông lên phía trước. Nếu không nể mặt Hỉ Muội Tử, được rồi mà. Các anh em, chuẩn bị đi. Anh, sao vậy hả? Làm gì vậy? Anh à, anh vẫn nhóm Hỉ Muội Tử và chị Điền đi theo phía sau. Nếu người tụi em phía trước thất bại thì anh ném đạn, có chết cũng đừng làm tù binh. Được. Hỉ Muội Tử, lát nữa xông ra phía trước, em theo sát phía sau, hả? Mọi người nghe theo khẩu lệnh của tôi. Nằm xuống đi. Bắn! Tấn công! Lựu đạn! Chạy đi! Rút! Mau lên! Đi! Chạy đi! Mau lên! Đi thôi! Truy kích! Thuận Hoa Tử, Thuận Hoa Tử, mau, mau đi, nhanh lên, đi mau. Anh đầu cá chim. Thuận Hoa Tử, cứu tôi với. Anh đầu cá chim. Không kịp rồi. Thuận Hoa Tử, anh đầu cá chim.
đừng qua đây. Thuận Hoa Tử. Lựu đạn. Lựu đạn. Tất cả mau rút đi. Mau lên. Rút đi. Nhanh đi. Đi mau. Nhanh đi. Đâu cái chi mà. Đi mau. Đi mau. Đi nào. Nhanh lên. Mau lên. Khốn kiếp. Truy kích. Báo cáo, liên đội trưởng ra lệnh thay đổi kế hoạch tác chiến, lập tức rút về Nghi Thành. Rút. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại Phim TV. Quốc Dũng. Quốc Vũ à,
Anh biết tại sao. Trong lòng của em khó chịu. Em cảm thấy mấy người tụi anh theo em trời tứ xuyên, một đường không phải hành quân thì cũng là đánh trận, chưa từng được ăn một bữa cơm no, cũng chưa từng được ngủ một giấc yên bình. Đi một đường chết một đường, đến cuối cùng sợ là không còn một ai. Em cảm thấy có lỗi với mọi người. Có phải vậy không? Anh à, em làm sai rồi sao? Nói thật với em, từ lúc bắt đầu anh luôn hận em. Trước đây anh nghĩ mấy người chúng ta lên chiến trường không khác gì là chạy diệt giặc, một đám tạp nham đủ loại người. Đánh trận là điều không thể, lượm được cái mạng đã coi như may mắn lắm rồi. Nhưng mà em lại không nghe lời của anh, ngày nào cũng muốn đánh trận, thậm chí còn cam tâm làm bia đỡ đạn. Nhưng sau này anh nghĩ kỹ rồi, anh cảm thấy em làm rất đúng. Cho dù là không có Triệu Quốc Vũ em, chúng ta cũng nên đánh trận này. Quốc Vũ à, em đã từng nói một câu. Em nói người tứ xuyên chúng ta bạc mệnh, nhưng phải chết có ý nghĩa. Nói rất có lý. Nếu không đánh giặc Nhật Bản, không đi chết, thì bọn giặc đó càng lúc càng điên cuồng. Để tụi nó đi vào tứ xuyên, người chết chính là anh em chị em chúng ta, bà con lối xóm của chúng ta. Toàn bộ Trung Quốc sẽ chết. Em yên tâm đi, những người trên danh sách, người đã chết, người sắp chết, sẽ không một ai trách em hết. Họ đều biết em dẫn mọi người đánh giặc Nhật là một việc rất tốt, là giành lấy vinh quang cho người tứ xuyên. Tổ tiên Triệu gia chúng ta ở dưới suối vàng cũng rất tự hào. Ngày mai phải xuất phát rồi, đừng nghĩ lung tung nữa. Anh đi đây. Anh à, chơi vui không? Chơi vui, chơi vui, chơi vui. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Đưa đây, cho tôi thổi một lát. Có vui không? Anh sao vậy? Anh không vui hả? Nhóc khờ, con mắt nào của cậu thấy tôi không vui vậy hả? Vui lắm, rất là vui. Anh bán tiền có thể không vui sao? Anh vui thì tốt. Anh vui, tôi cũng vui nữa. Tôi nói cho anh nghe chuyện này. Anh Quốc Vũ nói lần này đánh được sân bay của bọn giặc, có thể tìm được anh của tôi đó. Có thể tìm được anh của tôi rồi. Tìm được anh cậu thì tốt, nhưng mà tôi sợ anh tôi la tôi, sợ nấy đánh tôi. Tôi không chăm sóc tốt cho chị dâu.
Anh của cậu sẽ không la cậu, không đánh cậu đâu mà. Cậu là em ruột của cậu ấy, giống như em gái của tôi vậy đó. Nó lại không nghe lời tôi, tôi cũng không thể đánh nó, không thể chửi nó. Thật hả? Thật mà. Thật đó, thật đó. Được, không la tôi thì tốt rồi. Anh bán tiền, thật ra anh rất là tốt. Anh tôi không la tôi. Lần này tôi với anh tôi cùng về nhà, chúng tôi sẽ không xa nhau nữa. Trở về tôi rèn sắt, ăn bánh bao. À còn nữa, tôi nói anh tôi mua dê cho tôi, mua thật nhiều dê. Tôi trở về chăn một đàn dê. Anh tôi chơi cùng tôi, chăm sóc tôi. Còn có anh tôi, anh Quốc Văn. Anh Quốc Văn, lần này đánh trận xong, tôi có thể tìm được anh của tôi rồi. Tìm được anh tôi rồi tôi trở về chăn dê. Tôi kêu anh tôi mua cho tôi một đàn dê thật là nhiều. Được rồi, được. Chuyện đó Quốc Vũ sao rồi? Nó ở một mình trong phòng suy nghĩ. Không sao đâu. Anh Quốc Văn, về nhà tôi cũng sẽ làm cái này, dùng để chăn dê. Nhất Dương, ngồi đi. Có chuyện gì? Quốc Dũng, tôi đã suy nghĩ rất lâu. Tôi cảm thấy vẫn nên để tôi dẫn đội xung kích đi. Cậu dẫn các anh em đi đánh sân bay. Chuyện này không thể thay đổi. Chiến đấu phòng thủ, tôi có kinh nghiệm hơn anh. Nhưng cậu là đoàn trưởng, làm gì có ai để đoàn trưởng dẫn đội xung kích đi chịu chết. Tôi làm phó lại ở đây an nhàn, anh không an nhàn. Lần này chúng tôi đánh đảo Giang Tâm chủ yếu là để dụ binh lực của trung đoàn 3. Nếu chúng tôi không thể kiên trì đủ lâu, hoặc là không dụ được binh lực của giặc, bên các anh cũng sẽ có một trận tử chiến. Nhưng mà cho tới bây giờ, cấp trên chỉ biết Du Mẫn Chi, không biết Triệu Quốc Vũ cậu. Cậu dẫn đội xung kích đi chết như vậy, đến cuối cùng lại là giúp đỡ Du Mẫn Chi, như vậy không công bằng với cậu. Chuyện này không quan trọng với tôi. Chỉ cần có thể phá hủy sân bay Nghi Thành, chỉ cần có thể cứu được sinh mạng của ngàn vạn người Tứ Xuyên, tôi cảm thấy rất xứng đáng. Nhất Dương, anh nhớ một câu nói của tôi, con đường của trung đoàn 149 vẫn còn dài. Dẫn các anh em tiếp tục đi tiếp, đừng để chúng tôi chết vô ích. Vì trận chiến này, cậu không tiếc mạng sống của mình. Tôi còn gì để nói nữa. Chỉ cần Giang Nhất Dương tôi đây, chắc chắn sẽ không để bộ đội lùi nửa bước. Tôi còn một chuyện muốn nhờ anh giúp đỡ. Cậu nói đi. Lúc tôi rời khỏi Tứ Xuyên, dẫn theo 110 người, bây giờ chỉ còn có 5 người. Những người khác đều hy sinh trong lúc đánh giặc rồi. Tôi muốn xin anh có thể để các anh em đã chết và các anh em ngày mai đi chết được đưa vào biên chế chính thức của quốc quân, cho họ một danh phận. Đây là nguyện vọng duy nhất của họ. Như vậy khi tôi chết rồi cũng không còn gì nuối tiếc. Quốc Dũng, cậu yên tâm đi. Cho dù chiến dịch này
Giang Nhất Dương tôi chết hay sống, chuyện cậu giao phó cho tôi nhất định sẽ làm được. Đưa sổ cho tôi. Phi Yến, em cầm số tiền này về Hương Khê, chia cho từng nhà theo danh sách trong sổ. Hà Mụi Tử cũng có một phần. Anh đừng có đưa cho em. Em nói là không muốn về rồi. Đã nói với em rồi, lần này không giống trước đây. Trước đây còn có khả năng sống, lần này thì không. Không có thì em cũng không về. Em vẫn chưa báo thù cho anh của em, chị dâu và mấy anh em của em nữa. Tụi anh sẽ thay em báo thù cho họ. Phi Yến, nghe lời quốc vũ đi. Cho dù em không nghe lời quốc vũ cũng phải nghe lời của anh. Em là con gái, em chết như vậy thật là đáng tiếc. Phải sống thật tốt hả? Để đến ngày giỗ tụi anh, nhớ thắp cho tụi anh một nén hương đó. Em không đi. Anh nói cho em biết, lần này em nói gì cũng vô dụng. Một là em ngoan ngoãn về Hương Khê, hai là anh tìm người trói em về. Nghe rõ rồi chứ? Vậy em cũng không đi. Phi Yến, nghe lời Đoàn trưởng Triệu đi. Nếu không sẽ không giải thích sao với các anh em đó. Cầm đi, mau về đi. Hả? Mau về đi. Quốc Dũng, em xin anh, đừng bắt em về. Anh để họ về đi. Họ đều có người nhà, có già có trẻ. Em không có ai hết. Em chỉ còn mỗi mình anh thôi. Anh đi đâu, em theo đó. Cho dù có chết, em cũng sẽ chết cùng với anh. Hoàng Phi Yến, chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, không phải là vợ chồng thật. Trên đường em cũng thấy rồi, anh không có tình cảm gì với em. Em đừng có đi theo anh làm gì. Anh đừng nói những lời đó gạt em nữa. Anh đã nói, trong lòng anh có em mà. Anh gạt em thôi. Em mặc kệ anh gạt em hay là dỗ em. Em không muốn nghe đâu. Dù gì cả đời này, em chỉ đi theo anh thôi. Ra. Thả tay ra.
Phim được dịch Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại phim Triệu Quốc Dũng. Em biết trong thâm tâm anh chưa từng chấp nhận một người như em, bởi vì cuộc hôn nhân này là em ép anh cưới, anh không bằng lòng. Chúng ta trên đường đi trải qua rất nhiều chuyện không dễ dàng gì. Chết nhiều anh em như vậy, anh em cũng chết rồi, trong lòng mọi người đều không dễ chịu. Em biết anh một lòng muốn đánh giặc, báo thù cho các anh em đã hy sinh. Em cũng nghĩ giống như anh vậy. Em cũng muốn Triệu Quốc Vũ à, anh biết em tại sao mỗi lần anh bắt em đi em đều không đi không? Anh không biết, anh hoàn toàn không biết. Em sợ anh xảy ra chuyện. Em biết em ở lại đây em cũng không giúp ích được gì cho anh hết, nhưng mà ít nhất là em có thể nhìn thấy anh. Em thấy người đàn ông của em thì trong lòng của em sẽ yên tâm hơn. Ngày mai phải tới đảo Giang Tâm rồi. Phi Yến, trên đường đi em rất tốt với anh, anh đều nhớ trong lòng, anh đều biết. Anh càng biết là Triệu Quốc Vũ anh không để cho người con gái anh thích ở quá. Trước đây Hỷ Mùi Tử là như vậy, bây giờ em cũng là như vậy. Nghe lời anh đi, về Hương Khê sống thật tốt. Anh hứa với em, để đánh xong trận này, nếu anh vẫn còn sống, anh về sống hạnh phúc với em, được không? Triệu Quốc Vũ, có phải là anh quên tính tình của Hoàng Phi Yến em ra sao rồi không? Nếu như em đã là con dâu chính thức của Triệu gia các anh rồi thì em sẽ không rời xa chồng của em đâu. Phim được dịch Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại phim. Dù sao thì đời này, cho dù là sống hay là chết, em đều đi theo anh. Đi theo anh.
Báo cáo đội trưởng Triệu, đội xung kích đã tập hợp xong, xin ra lệnh xuất phát. Báo cáo. Số tiền đó anh vẫn nên giao cho đoàn phó Giang mang về Hương Khê đi. Em nhất định không về. Em không thể đi. Anh không cho em đi, bây giờ em chết cho anh coi. Nhóc Cầm, lần này đánh trận không thổi kèn được. Chuyện của cậu tôi nói với đoàn phó Giang rồi. Sau khi đánh trận xong, đưa cậu về Hương Khê. Rời hàng. Nhóc Cầm à, nghe lời anh Quốc Vũ đi. Em mau về đi. Hả? Em ở nhà của anh. Để anh tìm được anh trai của anh rồi, tụi anh sẽ trở về. Đến lúc đó ngày nào anh cũng chơi với em, được không? Nghe lời đi, ngoan đi nào. Mau nghe lời đi. Nghiêm. Xuất phát. Tất cả đằng sau quay. Chào. Chào. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại Phim TV. Tiểu đoàn trưởng, các anh đây là Quốc Dũng. Tôi nhớ hai ngày trước cậu ở trại Thanh Nham đã từng nói có qua có lại. Cậu cứu chúng tôi hai lần, chúng tôi cứu cậu một lần, vậy không công bằng. Cho nên chúng tôi quyết định trả ân tình cho cậu, cùng cậu lên đảo Giang Tâm. Tiểu đoàn trưởng, lần này chúng tôi lên đảo Giang Tâm để phá trạm radar của giặc, không cần nhiều người vậy đâu. Cậu không cần giấu tôi, tiểu đoàn trưởng Lý nói hết với tôi rồi. Nếu tôi không nói, anh ấy sẽ không lấy vật tư của chúng ta. Nếu như các anh đã biết hết rồi, tôi càng không thể để mọi người đi. Quốc Vũ à, tôi không nói mấy đạo lý lớn lao nữa, tôi chỉ nói với cậu một điều. Về tình hình trên đảo Giang Tâm, chúng tôi hiểu rõ hơn cậu. Anh Triệu, anh có còn nhớ lần trước anh tới sân bay trinh sát, chúng ta gặp nhau không? Lần trước chúng tôi tới đảo Giang Tâm trinh sát, nếu không phải là vì biến cố Vạn Nam, Quốc quân ra tay với chúng tôi, thì trạm radar và căn cứ tiếp tế đó đã bị tân tứ quân chúng tôi cho nổ từ lâu rồi. Quốc Dũng, anh em cãi nhau trong nhà nhưng vẫn cùng chống giặc. Chiến sự đảo Giang Tâm rất quan trọng, cho dù là quốc quân hay là tân tứ quân, chúng ta đều là nhân dân Trung Quốc. Chúng ta có cùng mục đích là phá hủy sân bay Nghi Thành, để người dân Tứ Xuyên thoát khỏi bom đạn. Cho nên cậu đừng từ chối nữa. Được.
Báo cáo ngài đại tá, tuy phóng viên giả đã chết nhưng quốc quân vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Thật là một đám không biết tự lượng sức mình, yếu ớt khiến người ta thật thất vọng. Xem ra lần này bọn chúng không dám ngấp nghé sân bay của chúng ta nữa. Đoàn trưởng Du xuất phát khi nào vậy? Sáng sớm hôm nay xuất phát rồi, vừa mới nhận được điện báo. Họ đã tới bờ Đạt Giang, lúc nào cũng có thể lên đảo. Lần này đoàn trưởng Du anh dũng đi vào chỗ chết, lấy thân mình đi phá quỷ chiến cơ ở sân bay, khiến bản thân tôi bội phục vô cùng. Chỉ mong hai vị đoàn trưởng thuận lợi chiếm được sân bay. Đừng để đoàn trưởng Du và trăm dũng sĩ trung đoàn 149 hy sinh một cách vô ích. Đương nhiên rồi. Thành công rồi, xuất phát. Cách bờ sông càng lúc càng xa rồi. Cách bờ sông càng lúc càng xa. Cách quê nhà Tứ Xuyên càng lúc càng gần rồi. Vậy tôi càng lúc càng gần anh tôi hơn rồi. Đánh xong trận này, tôi có thể gặp được anh của tôi. Sẽ gặp mà, sẽ gặp. Tiểu đoàn trưởng, anh nói xem, sau khi chúng ta chết sẽ có người nhớ tới chúng ta chứ? Sao vậy? Sợ chết rồi à? Tôi cũng không phải là tân binh, sợ cái gì chứ? Tôi chỉ sợ làm cô hồn dất dưỡng không thể về nhà được. Nghe người già trong thôn nói, sau khi chết không thể trốn trong nhà thì không được coi là người trong thôn nữa. Nhóc con, ngay cả chết cũng không sợ, mà sợ làm ma cô hồn dất dưỡng à? Theo tôi thấy, chúng ta làm cô hồn dất dưỡng, chúng ta hù chết bọn giặc Nhật. Cho dù không hù chết bọn nó, cũng phải hù cho bọn nó điên luôn. Ban đầu lúc rời khỏi Tứ Xuyên, trưởng quan Lưu nói chiến đấu tới cùng không được nao núng. Bọn giặc vẫn ở trên đất Trung Quốc. Hồn của tôi cho dù có thể về cũng sẽ không về. Đúng vậy đó. Yên tâm đi, yên tâm đi, có tôi đây rồi. Canh không làm cô hồn dứt dưỡng được đâu. Đến lúc đó tôi niệm chú hồi hồn cho tất cả mọi người. Mọi người cũng không cần đi đường xa đâu, gió thổi một phát là về đến Tứ Xuyên rồi. Thổi cái đầu của cậu đó. Anh vợ lợi hại lắm. Anh ấy biết niệm chú thiên linh linh, địa linh linh, tiên tiên hiển linh gì đó, là chúng ta
sẽ về nhà ngay. Phim được dịch Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại Phim TV. Giết hai lính canh đó đi. Được, tôi đi. Các anh em Tân Tứ Quân, mọi người nghỉ ngơi đi. Chúng tôi đến không phải ngồi xem. Chú ý an toàn. Anh cũng nghỉ ngơi đi. Tôi đi. Chị Châu à, chị tham gia vào làm cái gì? Phi Yến, để cô ấy đi đi. Cẩn thận đó. Yên tâm đi. Sao cô đến đây? Phía trước là của tôi, phía sau là của anh. Đi. Hay lắm, đi. Phi Yến, cô giỏi quá, đúng là nhẹ nhàng như không. Đi. Phim được dịch Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại Phim TV. Đây chính là trạm radar. Có lẽ là đám giặc cuối cùng còn lại trên đảo rồi. Chấn Quốc, cẩn thận. Đã lục soát rồi, không còn ai. Quốc Dũng, tôi có thắc mắc, anh nói đi. Chúng ta chiếm trạm radar, dù địch tới, phương án này không có vấn đề gì. Nhưng mà quân Nhật đóng quân ở Nghi Thành, lỡ bọn chúng đuổi đến đây, hoặc giúp trung đoàn 3 thủ sân bay,
hoặc là trực tiếp qua đây chiếm đảo, chẳng phải chúng ta phí công vô ích sao? Con người của Oshima giống như Matsumoto, coi trọng danh dự trung đoàn 3 của bọn chúng như sinh mạng. Nhưng trong xương cốt của bọn chúng hoàn toàn coi thường lục quân. Nếu bọn chúng biết chúng ta chiếm được trạm radar, theo tính cách của hắn, nhất định sẽ không tìm lục quân giúp đỡ. Ikeno, đại tá, bộ đội hàng không báo cáo với tôi, tất cả tín hiệu dẫn đường đều bị biến mất rồi. Đã xảy ra chuyện gì sao? Sao có thể như vậy được? Tôi là Oshima, mất tín hiệu dẫn đường rồi. Đã xảy ra chuyện gì? Nói tiếng Trung đi. Anh là ai? Triệu Quốc Vũ. Triệu Quốc Vũ. Triệu Quốc Vũ. Nghe rõ cho tao. Trạm radar của mày đã bị tao khống chế. Tao không đi đâu hết. Ở đây đợi mày. Có giỏi thì đến đây. Tao với mày quyết một trận tử chiến. Đúng là cái thằng điên. Đại tá, có cần báo cáo tướng quân không? Ikeno, sao cậu có thể báo cáo với tướng quân chuyện nhục nhã như vậy chứ? Dạ. Phim được dịch, thuyết minh Ikeno, tại phim TV. Ra lệnh, trung đội 4 lập tức lên đảo Giang Tâm, đem xác của bọn Triệu Quốc Vũ về. Rõ. Tôi là Du Mẫn Chi. Tôi là Du Mẫn Chi. Đoàn trưởng Du. Tôi là Giang Nhất Dương. Tôi là Giang Nhất Dương. Tín hiệu radar đã bị cắt đứt. Tín hiệu radar đã bị cắt đứt. Đoàn trưởng Du, chúng tôi phát hiện quân Nhật đã phái một trung đội di chuyển đến đảo Giang Tâm. Anh và các anh em bảo trọng. Giặc tới rồi. Bắn. Xông lên, xông lên. Chi diện, bắn pháo. Rõ.
mau rút lui. Trúng pháo đi, mau, rút đi, mau lên. Nhanh đi. Anh hai. Nhanh đi, mau lên, nhanh. Anh à, Quốc Dũng. Hồi trưởng Triệu, Hồi trưởng Triệu. Anh hai. Anh à, anh. Quốc Dũng, anh là hội trưởng nghĩa vụ quân sự, đã từng đưa vô số người ra chiến trường, chỉ là chưa nhìn thấy một tên khờ nào trở lại. Trước đây anh còn chửi bọn họ không biết tiếc mạng. Đến bây giờ anh cũng không về được quê nhà Hương Khê. Phim được dịch Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại Phim TV. Người Tứ Xuyên chúng ta bạc mệnh, nhưng mà phải chết có ý nghĩa. Quốc Dũng, Quốc Dũng. Anh à, em biết rồi. Em biết rồi. Quốc Dũng, anh hai không muốn chết. Anh không muốn xa em. Anh đau lòng cho em. Anh à, anh à. Anh à, anh đi trước một bước, qua đó nói với ba mẹ, em sẽ theo sau. Quốc Dũng, nén đau thương. Tôi đoán bộ đội của giặc sẽ lập tức đến đây. Đảo Giang Tâm bốn phía đều là nước, trong đó có ba mặt đều bị nước bao phủ, chỉ có phía nam là có thể lên bờ. Phòng tuyến bây giờ của chúng ta quá mỏng manh. Vậy đi, chúng tôi vào trong rừng làm thêm một phòng tuyến chống giặc nữa. Sau khi vào trong rừng rồi sẽ ẩn nấp, để đội tiên phong của giặc ra khỏi rừng, các cậu tiến lên đánh bọn chúng. Chỉ cần bọn chúng rút lui trong rừng, chúng tôi sẽ ra tay. Chúng ta giáp lá cà trước sau, đánh chúng không kịp trở tay. Tiêu đoàn trưởng, vẫn nên để chúng tôi đi. Bây giờ dù có chết cũng không đến được các anh, đừng tranh cãi nữa. Mục đích cuối cùng của chúng ta chính là kéo chân binh lực của Trung đoàn 3, để đại bộ đội quốc quân tạo ra cơ hội phá hủy sân bay. Cho nên chúng ta cầm cự càng lâu sẽ càng tiến gần với chiến thắng cuối cùng, không phải sao?
Các đồng chí, xuất phát. Đằng sau quay, đi đều, bước. Tiểu đội 2 đã xuất phát rồi. Mong là họ có thể hoàn thành sứ mệnh. Quốc Vũ, sao rồi? Một trung đội của giặc lại tới rồi. Tới càng nhiều càng tốt. Nếu như vậy, áp lực ở sân bay sẽ không còn lớn nữa. Các anh em, trận chiến cuối cùng rồi, đừng làm mất mặt người Trung Quốc chúng ta. Đoàn trưởng Triệu, anh yên tâm đi. Mặc kệ hắn có bao nhiêu người, chúng ta có hai chữ, liều mạng. Không thể liều mạng với bọn giặc. Phi Yến, phía trại Ngô Gia có một tiểu đoàn pháo binh của chúng ta. Em lập tức bơi qua bờ bên kia, báo với họ mau chóng tiến về phía trước 10 dặm. Triệu Quốc Dũng, có phải anh thật sự xem em là kẻ ngốc không? Chúng ta có điện đài, nếu có pháo binh sao có thể không liên lạc với ta được? Anh muốn đuổi em đi. Triệu Quốc Vũ, em nói với anh lần cuối cùng, Hoàng Phi Yến em đời này sẽ không rời xa anh. Em bắt buộc phải đi. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim TV. Triệu Quốc Dũng, nếu anh còn dám đuổi em đi, em sẽ bắn chết anh. Sau đó em một phát bắn chết em. Mau khiêng cô ấy đi cho tôi. Mau lên. Triệu Quốc Vũ, Triệu Quốc Vũ, chị dâu à, chị nghe lệnh Quốc Vũ đi mà. Mau thả tôi ra đi. Mau thả ra đi. Mau thả ra. Đồ khốn kiếp này. Mau thả ra nhé Linh. Triệu Quốc Vũ, Triệu Quốc Vũ, anh nói lời không giữ lời. Đã nó muốn chết thì cùng nhau chết mà, tại sao lại bỏ rơi em chứ? Triệu Quốc Vũ, Triệu Quốc Vũ, Triệu Quốc Vũ, em xin anh mà. Quốc Vũ à. Phi Yến, đời này anh có lỗi với em. Nếu em bằng lòng, kiếp sau vẫn làm vợ của anh, anh nhất định sẽ đối xử tốt với em. Trở về đi. Thầy hai anh em anh dâng hương bái lạy mộ phần của ba mẹ chúng ta, được không? Em không nhận tình cảm của anh. Em không muốn kiếp sau. Em chỉ muốn đời này được ở bên cạnh anh thôi. Em biết anh trai trước khi chết đã nói gì với anh không? Nói Hoàng Phi Yến em theo anh lâu như vậy mà anh chưa bao giờ đối xử tốt với em. Không thể đến cuối cùng vẫn có lỗi với em. Đây là anh hai để lại cho em. Anh ấy nói anh trưởng như cha. Đây là anh ấy để lại cho em dâu. Chút tấm lòng dành cho em dâu. Phi Yến hứa với anh, vì anh, vì anh hai, vì Hoàng Ma Tử, Hỷ Mùi Tử và tất cả anh em chúng ta về Hương Khê tiếp tục sống tốt. Quốc Dũng, Quốc Dũng, em về Hương Khê em sẽ không đi đâu hết. Em chỉ ở trong nhà chờ anh. Một ngày anh không về, em sẽ đợi một ngày. Một năm anh không về,
em sẽ đợi anh một năm. Đời này em không làm gì hết, em chỉ đợi anh trở về thôi. Phi Yến, đừng đợi anh. Cho dù là anh không về, phim được dịch Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại, nhưng linh hồn anh cũng phải trở về. Có linh hồn anh ở bên cạnh em, em cũng không cảm thấy cô đơn. Hoàng Phi Yến em, đời này sẽ thủ tiếc vì anh. Quốc Vũ, em đợi anh. Tham mưu Quách, phải luôn luôn mở điện đài. Rõ. Minh và Lồng Tiếng tại Phim TV.
Sao không thấy kẻ địch vậy? Bên đoàn trưởng Du đánh thật quá thảm khốc. Lính liên lạc báo cáo với các tiểu đoàn lập tức phá hủy sân bay. Rõ. Các anh em, theo tôi giết giặc, xông lên. Thưa ngài, sân bay bị tập kích, mau về chi viện. Tiểu đội 3 về chi viện, sang bằng đảo Giang Tâm. Rõ, rõ. Đi theo. Các đồng chí, thời khắc vinh quang tới rồi. Nhóc câm mà. Nhóc câm, sao cậu tới đây vậy? Chân tam thế, chân của tôi, anh vợ tam thế, tam thế, tam thế, anh vợ gà tam thế, chân của tôi, chân tôi mất rồi. Sao có thể mất chân được chứ? Anh vợ à, mau tìm chân lại cho tôi đi. Tôi không thể không có chân. Chân của tôi tìm cho cậu. Chân của tôi. Chân của tôi. Mau, mau lên. Chân cậu đây. Anh vợ à, tôi đau quá. Đau quá. Tôi đau quá đi. Tam thế, anh vợ, tôi, mẹ tôi mất rồi, chị dâu cũng vậy. Tôi không còn ai nữa. Tôi chỉ còn anh hai của tôi. Tôi không thể nào mất chân được. Tam thế, cậu yên tâm đi. Tôi sẽ giúp cậu may chân lại cho cậu, ha? Không sao.
Phim được dịch Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại Phim TV. Em mất chân rồi. Anh Quốc Vũ. Anh Quốc Vũ mất chân rồi. Tạm thế. Anh Quốc Vũ. Anh Quốc Vũ. Tạm thế. Tạm thế. Tạm thế. Cậu đừng lo. Tạm thế. Cậu đừng lo. Tôi sẽ may xong cho cậu ngay đây. Tạm thế. Tạm thế, cậu ráng chịu một chút. Cậu đừng vội đi trước. Tôi may xong cho cậu ngay đây. Tạm thế. Cậu yên tâm đi tìm anh của cậu đi. Đến lúc đó cậu còn gặp được chị dâu của cậu. Tạm thế. Còn phiền cậu một việc nữa. Nếu gặp được Hà Mùi Tử, gặp được Hà Mùi Tử và Khổng Cần Thị, chuyển lời giúp tôi. Cậu cứ nói. Tôi lập tức đi tìm hai đứa nó ngay. Đến lúc đó tôi sẽ làm lễ cưới cho hai đứa. Cậu nói với hai đứa, đến lúc đó nhất định phải dập đầu hai lần cho anh hai. Là tôi đây. Tạm thế. Tạm thế. Cậu nhớ kỹ cho tôi. Nhớ kỹ. Làm sao đây, nhóc câm? Thổi tín hiệu. Cậu thổi ra tiếng được không vậy? Thổi tiếng thường ngày cậu thích thổi nhất đó. Triệu Quốc Vũ, bắt sống cho tôi. Rõ. Được rồi. Lấy súng xuống. Phim được dịch Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại Phim TV. Phát súng này của tôi, bắn chết hắn, báo thù cho Hà Mùi Tử và Khổng Cận Thị. Nhóc câm giỏi lắm. Mau. Đoàn trưởng Triệu, tay của tôi may đồ thì còn được, nhưng bắn súng có hơi. Giúp tôi giác súng, hai chúng ta cùng bắn. Được.
Mây giá cầm chắc chưa? Tấn công! Đã không cho cậu tới, cậu không sợ chết à? Vậy cậu theo linh hồn tôi cùng về Tứ Xuyên đi, được không? Đúng rồi, theo chúng tôi về Hương Khê. Về Tứ Xuyên thôi, về nhà thôi. Quốc Vũ, chúng tôi đã phá hủy sân bay thành công. Chúng tôi phá hủy sân bay thành công rồi. Xin lập tức rút lui. Xin lập tức rút lui. Quốc Vũ, Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại Phim TV.